các nhà sáng lập của Three Arrow Capital mất tích, không hợp tác với đơn vị thanh lý tài sản. Thương vụ như trò đùa của Elon Musk với Twitter nhằm mục đích gì? Cơ chế mới của Ethereum bị đe dọa. Người dùng Coinbase không thể rút tiền về ngân hàng. Cá mập mua vào 37 triệu đô la ADA, cá voi ngừng bán trước thêm nâng cấp FISO. Người dùng Binance ủng hộ giao dịch miễn phí, bất chấp những lo ngại thao túng giá của Trang Phong Giao. Grayscale lại bỏ 5 loại tiền điện tử khỏi quỹ của mình. Trâm Anh xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình MetaKey News, nơi cung cấp những thông tin thời sự nóng hổi, xu hướng thị trường trong lĩnh vực blockchain hàng ngày. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với bản tin của ngày hôm nay. Trong 2 ngày qua, cộng đồng tiền mã hóa đang cùng chia sẻ thông tin hai nhà sáng lập của quỹ đầu tư Three Arrow Capital đã bỏ trốn. Như đã được đưa tin, 3AC đã chịu thiệt hại nặng nề sau cú sụp đổ của Luna USD vào tháng 5. Tiếp đó, bị thanh lý tài sản OE khi thị trường tiếp tục điều chỉnh vào tháng 6. Đến ngày 2 tháng 7, 3AC đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản lên một tòa án của New York. Theo hồ sơ gửi lên tòa án, các luật sư của 3AC tuy vẫn giữ liên lạc nhưng hiện không biết vị trí thần chủ của mình là hai nhà sáng lập Jushu và Craig Davis. Họ còn viết thẳng là có tin đồn hai nhà sáng lập đã bỏ trốn khỏi Singapore. Đơn vị được tòa án tại quần đảo Virgin thuộc Anh chỉ định thanh lý thì tuyên bố tuy lúc đầu ông Suzu và Craig Davis đã tham gia cuộc họp online để thảo luận về những quy trình pháp lý tiếp theo, song họ lại không mở camera cũng như tắt mic, từ chối trả lời các câu hỏi bên thanh lý và thể hiện thái độ không hợp tác trong thời gian sau đó. Họ bày tỏ thái độ lo ngại rằng hai nhà sáng lập sẽ tẩu tán tài sản của quỹ và gây bất lợi cho các chủ nợ, nhất là khi tài sản của Three Arrow Capital gồm tiền mặt, tiền mã hóa và NFT, những thứ có thanh khoản vô cùng cao. Cũng trong những ngày qua, đã xuất hiện tin đồn rằng CEO Suzu đang bán tháo tài sản cá nhân ở Singapore, gồm một dinh thự trị giá 35 triệu USD, du thuyền cùng nhiều siêu xe. Hôm 8 tháng 7, Elon Musk thông báo sẽ rút ra khỏi thỏa thuận mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD, nói mạng xã hội này thiếu minh bạch về thông tin các tài khoản giả. Trong khi hai bên đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến pháp lý dài hơi, một số nhân vật có tầm ảnh hưởng trên Twitter cho rằng tỷ phú công nghệ có mục đích khác. Theo Just Group, đồng sáng lập công ty của Lush Capital cho biết, toàn bộ là một số mưu mẹo thông minh để Musk bán và thanh lý thành công 8,5 tỷ USD cổ phiếu Tesla. Ông cũng chỉ ra rằng Musk có thể ra đi với hơn 7 tỷ USD cổ phiếu thanh lý, dù phải trả 1 tỷ USD phí phá vỡ thỏa thuận. Henry Blogger, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Insider, nói thêm quyền chọn mua bán cổ phiếu có giá trị trong 10 năm của Musk sắp hết hạn, vì vậy anh ta phải bán. Trước đó, Musk tạm thời hoãn thỏa thuận mua Twitter để nhóm của ông có thể điều tra về số lượng tài khoản spam hoặc là bot. Twitter ước tính số tài khoản giả chiếm không quá 5% và cung cấp cho Musk các chỉ số nội bộ. Nhưng Musk khẳng định nhóm của ông không được cung cấp đủ thông tin để phân tích dữ liệu một cách độc lập. Trong một trạng thái đăng tải hôm 8 tháng 7, chủ tịch Twitter Fred Taylor cho biết công ty cam kết kết thúc giao dịch theo giá và các điều khoản đã thỏa thuận với ông Musk để có kế hoạch hoạt động pháp lý để thực thi thỏa thuận sáp nhập, cũng như tự tin sẽ thắng thế tại tòa án Delaware. Phần lớn các nhà đầu tư đã khóa ETH đang thu lỗ, số còn lại vẫn e ngại, khiến dòng tiền không còn chảy vào chuỗi khối này. Điều đó ảnh hưởng đến cơ chế POS của Ethereum 2.0 ở mức đỉnh vào tháng 11 năm 2021. Tổng giá trị ETH đã được khóa stake trên blockchain đạt 39,7 tỷ USD, đại diện cho 263.918 trên xác thực mạng lưới. Sau cú sụt giảm, lượng tài sản được khóa trên ETH 2.0 đã giảm xuống còn 25,65 tỷ USD. Dù có hơn 5 triệu ETH chảy vào blockchain này, nhưng lượng tiền số bị khóa vẫn mất 65,2% giá trị so với mốc giá cao nhất mọi thời đại. Ngoài việc thị trường sụt giảm, lợi suất staking ETH cũng kém đi. Tổng số ETH được khóa hiện tại đã đạt 13,65 triệu ETH, chiếm hơn 11% nguồn cung lưu hành. Khoảng 8,02 triệu ETH, tức là 62% đã được khóa trước tháng 11 năm 2021. Theo dữ liệu Glassnode, lượng ETH đã được gửi vào hợp đồng thông minh với mức giá trung bình là 2.390 USD trên một đồng. Với thị giá hiện tại, nhà đầu tư đang đạt mức lỗ trung bình là 51%. Nâng cấp Ethereum 2.0 là chuyển đổi từ cơ chế đồng thuận Proof of Work sang thuật toán bằng chứng cổ phần Proof of Stake là một thay đổi kỹ thuật lớn.
Sau khi bản nâng cấp mạng lưới Picon Chain được khởi chạy hồi tháng 12 năm 2021, nhiều nhà đầu tư đã khóa ETH để làm sinh xác thực. Nhà đầu tư khóa càng nhiều ETH, tốc độ xác minh của các khối sẽ nhanh hơn. Sau đó, nhà đầu tư sẽ nhận được một phần phí giao dịch trên Ethereum, tức lợi nhuận khi khóa coin. Bên cạnh đó, người dùng có thể tham gia staking theo nhóm, tập hợp tài sản và các nhà đầu tư Ethereum chia phần thưởng với nhau. Tại sự kiện Web 3.0 của Ethereum ETH, Vitalik Buterin, nhà đồng sáng lập ETH cho biết, việc hợp nhất bản cập nhật mới của chuỗi khối sẽ được hoàn thành vào mùa hè này. Một người dùng phàn nàn trên Twitter rằng sau khi họ bán Bitcoin sang USD, họ đã không thể rút tiền về tài khoản giống như bình thường được. Trong khi đó, một người dùng khác thắc mắc về việc yêu cầu rút tiền bị treo trong 3 tuần mà không được xử lý. Người này đề nghị sàn trả lại tiền cho họ và họ sẽ chuyển token sang một sàn khác để không phải bị treo tiền nữa. Những vấn đề của sàn giao dịch nổi tiếng càng khiến người chơi crypto lo ngại trong việc bối cảnh thị trường biến động mạnh và các công ty thì gặp vấn đề vận hành. Coinbase xác nhận có lỗi kỹ thuật và công ty đang phối hợp với các đối tác thanh toán để xử lý về vấn đề nêu trên. Việc rút tiền USD từ Coinbase thường được xử lý trong từ 1 tới 5 ngày làm việc, tùy thuộc vào từng phương pháp rút. Trong thông báo mới nhất của sàn giao dịch cho biết, bản vá đã được cập nhật và công ty đang theo dõi kết quả. Với dự đoán về việc nâng cấp Vasol sắp tới, một số Cardano holder đã bổ sung thêm một số lượng không nhỏ ADA vào ví của họ. Dữ liệu on-chain Your Sentiment cung cấp chỉ ra rằng mặc dù giá của tài sản vẫn tương đối bình ổn trong vài tuần qua, các nhà đầu tư quy mô trung bình đã mua thêm gần 80 triệu ADA trong một tháng. Công ty phân tích này đã xác định các loại nhà đầu tư Cardano khác nhau và tách thành các nhóm sở hữu từ 10.000 đến 10 triệu token theo màu sắc, và hầu như tất cả các nhà đầu tư đều đang bán tài sản của họ kể từ tháng 2. Trong đó, cá voi bán phá giá nhiều nhất, đặc biệt là kể từ sự cố xảy ra vào giữa tháng 6, đồng thời các nhà đầu tư ADA nhỏ hơn, được mệnh danh là cá mập, đã tiếp tục tích lũy bằng cách mua hơn 79 triệu ADA trong tháng qua hoặc từ trước đó. Với giá của tài sản tính đến thời điểm hiện tại khoảng 0,5 USD, số tiền này tương đương với 37 triệu USD. Động thái tích lũy mới nhất này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với ADA và đặc biệt là dự án blockchain đứng sau, vì cộng đồng mong đợi bản nâng cấp Vasol sẽ sớm được triển khai. Đội ngũ Cardano Input Output Global đã hoãn đợt hard fork vào tháng 6. Mặc dù ngày mới chưa được công bố, nhưng bản cập nhật Vasol đã xuất hiện trên Cardano Znet vào ngày 3 tháng 7. Dữ liệu ghi nhận trong một cuộc trò chuyện gần đây của giám đốc điều hành Chang Peng Zhao trên Twitter, khi ông đã hỏi liệu người dùng có muốn Binance tiếp tục duy trì các dịch vụ giao dịch miễn phí không, đồng thời chỉ ra những rủi ro liên quan đến dịch vụ này, thì tính đến ngày 10 tháng 7, đã có 66% trong số 39.000 người đồng ý. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi xem xét trên thực tế là các nhà giao dịch tiền điện tử thường không muốn bị mất phí giao dịch. Mặc dù các giao dịch miễn phí có thể thu hút nhiều nhà giao dịch hơn đến với Binance, nhưng đồng thời việc này cũng có thể ảnh hưởng đến doanh thu của sàn giao dịch. Dù có nhiều lợi thế, nhưng Chang Peng Zhao cũng chỉ ra những nhược điểm của việc này, bao gồm các hành vi rửa giao dịch. Rửa giao dịch là hành vi núp dưới các giao dịch hợp pháp để thanh toán cho các giao dịch phi pháp. Zhao lưu ý rằng nhiều người có thể sử dụng rửa giao dịch để truy cập vào cấp VIP của sàn giao dịch. Grayscale, cơ quan quản lý tài sản tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, phát hành bản cập nhật thành phần quỹ trong quý 2 năm 2022. Trong đó, tổ chức đã xóa một số token từ tiền điện tử khỏi danh mục đầu tư, bao gồm Bitcoin Cash, Transcling, Litecoin, Polkadot và Uniswap. Công ty cũng đã bán một số token từ pool và không có token mới nào được đưa vào quỹ. Hiện tại, các thành phần của Digital Lockup Funds là Bitcoin là 68,88%, Ethereum là 25,22%, Cardano là 2,71%, Solana là 2,23% và Avalanche là 0,96%. Theo dữ liệu, tài sản được quản lý của quỹ ở mức 201,3 triệu đô la, giảm 45,79% trong 12 tháng qua. Trong khi đó, nó vẫn sẽ tăng 26,8% kể từ khi thành lập. Thưa quý vị, thông tin vừa qua cũng đã khép lại chương trình MetaGain News ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình MetaGain News vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên hệ thống Facebook, YouTube, TikTok MetaGain. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.